Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Phong thủy Giàu Giang thuộc công ty Phong thủy Phùng Gia. Tại đây, được sự trợ duyên bởi Master Phùng Phương là thành viên trẻ tuổi nhất của Hiệp hội Phong thủy Thế giới, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những kiến thức tử vi và phong thủy ứng dụng trong đời sống hàng ngày, giúp quý vị đạt được nhiều thành công và may mắn trong cuộc sống. Đừng quên ấn đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ bất kỳ số nào của chương trình nhé. Chúc quý vị sức khỏe, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Rất hân hạnh được chào đón quý vị và các bạn đã đến với kênh Phong thủy Giàu Sang. Quý vị thân mến, lời đầu tiên xin kính chúc quý vị sức khỏe, may mắn và bình an. Trong cuộc sống, có những khi bạn sẽ may mắn gặp được những chuyện tốt lành, nhưng tất nhiên cũng sẽ không tránh khỏi những vận xui từ đâu đeo bám, khiến cho sức khỏe, công việc của bạn liên tục gặp trắc trở, khó khăn. Khi đó bạn sẽ làm gì ạ? Dằn vặt bản thân và trách móc số phận, hay nỗ lực nhiều hơn để làm lại mọi thứ từ đầu? Và nếu như đã cố gắng hết sức cũng không thấy mọi việc tiến triển thì bạn hãy thử áp dụng một số mẹo phong thủy hóa giải vận xui hữu ích sau đây. Đảm bảo khi thực hiện chúng với sự thành tâm, bạn sẽ mau chóng nhận thấy sự thay đổi tích cực, thậm chí chiêu mời may mắn, tài lộc về mình. Đó là những mẹo phong thủy nào? Mời quý vị cùng tham khảo ngay sau đây. Thứ nhất, cắm hoa tươi. Một không gian có cây xanh hoa tươi sẽ giúp bạn cảm thấy yêu đời và thoải mái hơn. Hoa tươi có tác dụng bổ sung năng lượng dương cho không gian sống và xua tan đi âm khí. Chính vì vậy, hãy chọn loài hoa mình yêu thích và đặt ở những nơi dễ thấy trong nhà. Lưu ý, đừng để hoa khô héo, thiếu nước nhé. Thứ hai, dùng muối. Đối với nhiều nền văn hóa, muối thường được cho là đem lại may mắn. Để loại bỏ vận xui, bạn có thể lấy một nắm muối và ném qua vai trái. Ném muối qua vai phải sẽ khiến bạn gặp xui xẻo nhiều hơn. Để thay thế, bạn có thể tắm nước muối để xua tan vận xui. Chỉ cần thêm 2 thìa súp muối vào bồn tắm nước nóng. Một phương pháp khác có thể sử dụng đó là rắc muối vào trong góc mỗi căn phòng trong nhà của bạn và bên dưới bề cửa sổ. Cách này sẽ giúp bảo vệ ngôi nhà của bạn tránh gặp xui rủi. Thứ ba, không nên ném các mảnh gương vỡ đi. Nếu bạn làm vỡ gương, bạn không nên ném mảnh gương vỡ đi. Nếu bạn ném chúng đi, bạn sẽ nhận thêm xui xẻo trong 7 năm tiếp theo. Bạn có thể bọc các mảnh vỡ lại và chôn chúng xuống đất hoặc phát tán chúng trong gió. Hoặc bạn có thể giữ lấy một mảnh gương vỡ đủ to để có thể xem được hình ảnh phản chiếu, nhưng không quá to hoặc quá sắc nhọn để có thể làm bạn hoặc người khác bị thương, và chờ cho đến khi trăng tròn. Tùy vào thời gian trăng tròn tiếp theo mà bạn có thể sẽ vẫn gặp xui trong khoảng thời gian dài hoặc ngắn. Nhưng nếu bạn sử dụng gương để nhìn hình ảnh phản chiếu của trăng tròn, nó sẽ làm vô hiệu hóa vận xui, sau đó bạn có thể chôn mảnh gương đó hoặc giữ nó. Thứ tư, thắp hương. Thắp hương là một cách hữu hiệu để loại bỏ vận xui xẻo và tà khí. Bạn nên chọn các loại hương nồng như gỗ đàn hương hoặc hoa nhài. Và nếu bạn muốn thắp nhiều hơn một nén hương, bạn nên nhớ thắp số nén hương lẻ, không phải số chẵn. Nếu bạn đang gặp xui trong cuộc sống cá nhân, hãy thắp hương ở nhà, di chuyển nén hương từ phòng này sang phòng khác để khói hương bao phủ mọi ngóc ngách của ngôi nhà. Nếu bạn đang gặp xui trong công việc, hãy thắp hương tại văn phòng làm việc. Thứ năm, phóng sinh. Theo đạo Phật, phóng sinh là cách tốt nhất để hóa giải vận xui. Những loài được chọn nên ưu tiên là rùa và cá. Đây là cách để giảm bớt trắc trở, bệnh tình thuyên giảm, hay tránh vướng vào vòng lao lý. Nhưng phải luôn nhớ tuyệt đối không được ăn thịt những con vật đã phóng sinh để đạt được hiệu quả. Có hai cách dễ thực hiện nhất, một là khắc bát tự của người gặp nạn lên mai rùa rồi thả xuống hồ. Người mệnh hỏa cần tránh cách này. Hai là đọc tên tuổi, địa chỉ của người thực hiện và niệm chú đại bi 9 lần rồi phóng sinh. Cần lưu ý chọn môi trường phóng sinh nên là nơi vắng vẻ, ít người săn bắt và không bị ô nhiễm. Người phóng sinh phải làm bằng lòng thành, không có tư lợi cá nhân thì mới có nhiều công đức. Thứ sáu, sử dụng sức mạnh của ánh sáng.
Cho ánh sáng vào nhà là một cách hữu hiệu để loại bỏ xui xẻo và xua tan nguồn năng lượng xấu. Hãy thử bật tất cả các đèn điện trong nhà và thắp thêm nến sao cho không còn một góc tối nào để tà khí có thể ẩn náu. Một phương pháp sử dụng ánh sáng để bảo vệ bạn khỏi xui xẻo và thu hút may mắn đó là thắp sáng 3 ngọn nến. 2 ngọn nến trắng, 1 để đem lại sự bảo vệ và 1 để đem lại sự thanh lọc, và ngọn nến còn lại phải có màu cam để đem lại may mắn. Thứ 7, đốt vía. Theo quan niệm dân gian, đây còn được gọi là đốt phong long. Cách này dùng để giải phóng các năng lượng tiêu cực, những tàn phong tụ khí không tốt cho gia chủ, đặc biệt là những người làm ăn buôn bán. Đốt đi sự xui rủi, đón những khách hàng mới. Bạn vừa đốt vừa di chuyển, cho làn khói nóng lan tỏa khắp ngôi nhà, nhất là vùng có mảnh gương vỡ. Nên mở tất cả các cánh cửa trong nhà để năng lượng tiêu cực thoát ra ngoài. Quý vị thân mến, kỳ thực việc hóa giải vận xui lại nằm ngay trong chính những thói quen đơn giản hàng ngày, nhưng chúng ta lại thường coi thường và cho rằng nó không quan trọng hay giúp ích được gì. Cụ thể, nếu bạn nhận thấy cuộc sống của mình đang gặp những chuyện không may, thì hãy thử dọn dẹp nhà cửa của mình xem sao. Đây là cách hóa giải vận xui vừa thiết thực, vừa hiệu quả bất ngờ đấy. Tại sao lại như vậy thì mời quý vị cùng lắng nghe những lý giải sau đây nhé. Thứ 8, dọn dẹp nhà cửa. Sống trong một ngôi nhà bừa bộn sẽ ngăn cản nguồn năng lượng tốt di chuyển quanh nhà và có thể đem lại cảm giác xui xẻo và không gặp nhiều may mắn. Hành động này có thể cung cấp cho bạn nguồn năng lượng mới và đem lại cho bạn khả năng thay đổi vận xui thành vận may. Hãy bắt đầu bằng việc dọn dẹp nhà cửa, thu thập những vật dụng bạn không thích hoặc không sử dụng và bỏ chúng đi. Sau đó hãy lau dọn toàn bộ nhà cửa, lau sạch mạng nhện và bụi bẩn. Hãy thử sắp xếp lại nội thất trong nhà để cải thiện dòng chảy của năng lượng và hãy sơn lại nhà để đem lại sức sống mới cho ngôi nhà của bạn. Hãy thử nghe nhạc và thắp hương khi đang dọn dẹp và mở toàn bộ cửa sổ và cửa ra vào để ánh nắng mặt trời tràn vào nhà. Cách này sẽ khuyến khích nguồn năng lượng tích cực chảy vào không gian sống đã được đổi mới của bạn. Thứ 9, đốt cây xô thơm. Đốt cây xô thơm là phương pháp được sử dụng từ nhiều năm trong các nền văn hóa khác nhau, như là cách để xua đuổi tà khí. Phương pháp đốt cây xô thơm còn được gọi là cách hun khói cây xô thơm. Mua một bó cây xô thơm hoặc một vài cây xô thơm khô và đốt chúng. Chúng sẽ cháy âm ỉ chứ không cháy bùng lên. Đem bó xô thơm đang cháy đi quanh nhà, vẫy hơi khói hướng ra khỏi bạn và đi vào các ngóc ngách của ngôi nhà. Mở tất cả các cửa ra vào và cửa sổ để nguồn năng lượng xấu thoát ra khỏi căn nhà của bạn. Nếu bạn muốn, bạn có thể đốt vài loại cỏ ngọt ngay sau đó để mời nguồn năng lượng tốt vào nhà. Thứ 10, làm việc thiện. Một trong những cách tốt nhất để đem lại may mắn là làm việc thiện để bản thân gặp được thiện nghiệp. Đây là cách để bạn trả nợ những việc xấu bản thân gây ra trong cuộc sống hiện tại hoặc trong kiếp trước. Nâng cao thiện nghiệp bằng cách đóng góp cho các chương trình từ thiện hoặc giúp đỡ người đang cần giúp đỡ, chẳng hạn như người vô gia cư, người già hoặc trẻ mồ côi. Điều quan trọng là những việc thiện bạn làm phải xuất phát từ tấm lòng chân thành, thực sự mong muốn giúp đỡ người khác của bạn. Nếu bạn chỉ cố gắng làm việc thiện, chỉ để tạo thiện nghiệp cho bản thân và để cuộc sống có thể suôn sẻ hơn, thì các hành động bạn làm sẽ không đem lại tác dụng gì cho bạn. Tham gia các hoạt động tình nguyện cũng sẽ giúp bạn nhìn những khó khăn trước mắt theo cách tích cực hơn. Bạn có thể nghĩ rằng bạn gặp xui xẻo, nhưng một khi bạn thấy những người khác đang phải chịu đựng những gì, bạn sẽ nhận ra rằng cuộc sống của bạn cũng chưa đến nỗi quá tệ. 11. Thanh lọc các luân xa trên cơ thể bằng hoa tươi. Hoa tươi được dùng để thanh lọc 7 luân xa trên cơ thể, xua đuổi tà khí và mời gọi tài lộc mới. Bạn cần ít nhất 7 loại hoa khác nhau và càng nhiều màu sắc càng tốt, trừ màu trắng. Loại bỏ cành lá và chỉ cần sử dụng hoa.
đặt hoa trong chậu nước và đặt chậu ở nơi có nhiều ánh sáng mặt trời trong 1 giờ. Cách này giúp nước có thời gian tích lũy các năng lượng tích cực từ hoa. Đem chậu nước vào phòng tắm và dùng khăn tắm thấm vào nguồn nước đầy năng lượng của hoa để tắm. Khi bạn tắm, hãy tập trung vào nơi bắt nguồn của ánh sáng, đó là từ giữa trán. Cho phép nguồn ánh sáng này lan tỏa khắp cơ thể bạn. Sau khi tắm xong, cẩn thận nhặt hoa, đặt hoa vào túi giấy và bỏ hoa đi. Tưởng tượng như bạn đang bỏ vận xui đi cùng hoa. 12. Mua đá phong thủy. Những loại đá khác nhau gắn liền với một truyền thuyết khác nhau và mang lại những điều tuyệt vời cũng chẳng hề giống nhau. Bài trí đá phong thủy tại phòng làm việc, nhà ở hay luôn mang theo bên người đều giúp bạn chống đỡ các nguồn năng lượng xấu. Đá thạch anh sẽ gia tăng năng lượng tích cực để đẩy lùi tà khí. Đá mắt mèo sẽ bảo vệ bạn khỏi những linh hồn bơ vơ, những người luôn cố gắng hút năng lượng và cảm xúc tích cực của bạn. Thạch anh tím lại bảo vệ bạn khỏi những nguy hiểm khi đi du lịch. Một số loại đá phong thủy khác cũng có những tác dụng xua đuổi tà khí, mang vận may như ruby, thạch anh, đá sapphire màu xanh, đá mắt hổ, đá mặt trăng, đá mã não đen, ngọc lục bảo. 13. Đem theo bùa bảo vệ bên mình. Bùa bảo vệ nhỏ là cách tuyệt vời để tránh gặp xui xẻo trong cuộc sống hàng ngày. Bạn có thể đeo bùa trên vòng cổ hoặc vòng tay hoặc bỏ trong túi. Các loại bùa bảo vệ phổ biến bao gồm chìa khóa. Chìa khóa được dùng từ thời xa xưa như một loại bùa may mắn. Gắn ba chìa khóa với nhau và đem theo bên mình được xem như cách để giúp bạn mở ba cánh cửa tiền tài, sức khỏe và tình yêu. Cây lá chụm hoa và cỏ ba lá. Đeo cây lá chụm hoa hoặc cỏ ba lá tươi hoặc đeo một chiếc bùa có hình dáng của loài cỏ bốn lá hiếm gặp là một phương pháp phổ biến trong thần thoại Celtic, được cho là đem lại may mắn. Mỗi lá của cỏ bốn lá đại diện cho một đặc tính may mắn, tiền tài, danh vọng, tình yêu và sức khỏe. Móng ngựa. Móng ngựa được cho rằng sẽ đem lại may mắn vì chúng xua đuổi tà ma. Bạn có thể treo một chiếc móng ngựa trong nhà để đem lại sự bảo vệ cho bạn. Hoặc đeo mặt dây chuyền hình móng ngựa, hãy nhớ chắc chắn rằng bạn treo móng ngựa theo chiều hai đầu hướng lên trên. Nếu không, may mắn có thể tẩu thoát. Chân thỏ. Đối với nhiều nền văn hóa, một bàn chân thỏ được tin rằng sẽ đem lại may mắn và bảo vệ cho người đeo nó. Tuy nhiên, không phải bàn chân nào cũng có tác dụng, phải là bàn chân trái ở phía sau. Ngoài ra, bạn phải lắc nhẹ hoặc vuốt nhẹ chân để kích hoạt sự may mắn. Những cách hóa giải vận xui đơn giản trên đây được đúc kết từ kinh nghiệm dân gian và được kiểm chứng bởi các thầy phong thủy có tiếng. Vậy nên quý vị hãy tham khảo áp dụng để cảm thấy an tâm hơn trong cuộc sống nhé. Chúc quý vị luôn gặp may mắn và bình an.